Mến thưa quý bà con, Minh Toàn đang còn lưu thông trên cái tuyến đường là đường Hạ Long thuộc thành phố Hạ Long. Và như bà con biết là từ cái ao cá đấy là nối liền đi thẳng đến cái đường Hạ Long này. Ở Hạ Long nhưng mà vẫn có đường ở Hạ Long quý bà con ạ. Chứ không phải là Hạ Long nó cũng như các cái con phố khác. Ví dụ như ở Hà Nội có cả đường Hà Nội chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái tuyến đường gọi là đường Hạ Long. Thì trên tuyến đường này cũng khá sầm uất quý bà con ạ. Tuyến đường này chắc thì khá bây giờ là buôn bán khả năng là nhộn nhịp nhất ở cái khu này rồi. Còn cái khu du lịch thì là chủ yếu là khách tham quan du lịch thì Minh Toàn không nói đến, nhưng mà cái khu buôn bán thì cái khu này là Minh Toàn thấy khá là sầm uất. Trên đường này thì có cả siêu thị ốc này, một cái siêu thị ốc khá là to, Thủy Chung. Và trên này có một cái nơi mà bán gốm sứ, các cái chậu, các cái bình. Đường này thì chúng ta đi thẳng ra cái Bùng Binh, tức là cái vòng xuyến mà đi ra trái là sẽ xuống Hạ Long Bay và sẽ ra phải là chúng ta lại ngược ra quốc lộ. Đó. Đây đằng trước mặt của chúng ta là Bùng Binh rồi. Và đường Hạ Long với đường Cái Dăm là nối liền nhau quý bà con ạ. Đây là mình toàn thấy là cũng có là Cái Dăm rồi. Đường Hậu Cần Hà Nội Bãi Cháy, cầu Bãi Cháy. Minh Toàn vừa đọc cái biển. Về với Hạ Long thì cái bà con cô bác cảm thấy một số cái cây tạo dáng cũng đẹp không? Đây là cái cây mà hình con tàu. Còn đây là cái khu resort Vinpearl. Đấy có khách Tây mang ba lô, hai ba lô hơi nặng nhá. Wow, em gái ăn mặc phải nói cái Tây phải. Minh Toàn bắt gặp một em gái ăn mặc không giống ai luôn. Em đi nhanh quá đuổi không kịp luôn các bạn. Mặc hở cả áo con luôn.
Thôi gần kịp em đấy rồi. À đây. Ăn mặc hình như là lô cả núi y lô cả ấy luôn. Xì quá. Thôi Minh Toàn không đuổi theo em đấy nữa, mà Minh Toàn sẽ vào cái khu này. Minh Toàn thấy khu này khá là đẹp, à Minh Toàn sẽ vào đây để Minh Toàn ghi lại những hình ảnh gửi đến cái bà con cô bác. Đây vừa rồi là chắc là một mấy xe kia là cái đoàn của cán bộ tỉnh hoặc cán bộ huyện quận gì đấy đi tham quan đây. Wow, khu này có nhiều thuyền nhiều cano đẹp quá. Có cái du thuyền đằng trước rất là đẹp quý bà con. Khách ở đây khá đông luôn. Đây là khu phường Bạch Đằng. Nước ngoài. Nếu cái bà con cô bác thấy ngày bình thường mà hơn nữa không phải mùa du lịch mà du khách về với Hạ Long khá đông lắm. Mấy con du thuyền đẹp hết.
Đây là họ đang tổ chức cái gì, đám cưới hay gì đấy? À, tàu nước ngoài lên. Ôi dạ. 5.000 khách. 5.000 khách. Cập bến ở đây luôn ạ. À, con tàu kia. Dạ. Quá to. À, lúc này em thấy mấy xe biển xanh ấy, mấy xe biển xanh chạy vào khu đấy. Em vừa đi khu đấy về. Biển xanh là xe ấy em ạ, biển xanh hôm nay là ông có đoàn trên du lịch nhà. Dạ. Bởi vì em thấy mấy xe 3-4 xe biển xanh chạy vào khu. Tàu này thì chắc tận đến 12 giờ mới đến đây nhé. Yeah. Bên kia là Hòn Gai với bà con. Cáp treo của Hạ Long Bay, Hòn Gai sang Hạ Long Bay. À, đây có mấy cái nhà hàng khách sạn rất có, ví dụ như Vinham ở trong đấy đẹp lắm, cái bà con Minh Toàn cũng vào Vinham mà.